Hello, xin chào cả nhà. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây trang trí mới mà mình trồng hôm nay. Mới là tại vì mình mới giới thiệu. Đó chính là cây đu la. Đó, hiện tại thì mình trồng hôm nay cũng lâu rồi, nó bám vô cái gốc cây cao này. Cây cao này lúc trước lớn lắm mọi người, nhưng mà nó nằm sát nhà cho nên cưa ngang nó. Thì bây giờ nó tạo cái miệng, cái gốc cây như thế này, cho nên mình trồng cái cây đô la ký sinh vô đây và nó sống rất là tốt. Đây, rễ nó bám vô cái gốc cây cao, sống rất là tốt, xanh tươi luôn. Tên của nó là cây đô la, ở nhà bảy chồng trang trí nè. Rồi từ từ mọi người nó phát triển mọc tốt ra thì mình cắt nữa, mình trồng nhiều chỗ khác đều được nha mọi người. Tại vì từng cái nách của cái lá này nè là nó ra rễ nè, là trồng gầy ra rất là dễ. Mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi mình vừa giới thiệu cái cây đô la nha. Cây này là dạng thân leo, trang trí quán cà phê cũng rất là tiện, rất là đẹp, góp thêm màu xanh cho cái nơi mà mình trang trí. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Mến chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.